hôm qua và hôm nay, những chuyến xe yêu thương ấm áp nghĩa tình mang tên chuyến xe mùa xuân Tết Xu Vầy đã lăn bánh giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, sinh viên ở vùng sâu vùng xa về đón Tết Bính Thân 2016 cùng gia đình thuận lợi an toàn. Chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam vừa phối hợp cùng với Thành đoàn, Hội Sinh viên Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Với mong muốn chia sẻ, góp phần thực hiện mong ước được sum vầy với gia đình trong dịp xuân về, mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn cho sinh viên và người lao động khó khăn. Chương trình tài trợ 5.000 vé xe cho sinh viên, công nhân, người lao động, người khuyết tật từ Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh về đón năm mới cùng gia đình. Trong đó, 3.500 vé xe được tặng cho sinh viên, người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1.000 vé tại Hà Nội và 500 vé tại Đà Nẵng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, gần 60 chuyến xe đầu tiên của chương trình chuyến xe mùa xuân Tết Sum Vầy đã khởi hành từ Nhà văn hóa Thanh niên thành phố từ hôm qua và sáng nay, đưa hàng ngàn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Sum Vầy cùng gia đình. Còn tại Hà Nội, các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ những chuyến xe nghĩa tình để về quê đón Tết cùng gia đình. Theo đó, Thành đoàn Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã hỗ trợ miễn phí xe cho hơn 2.500 sinh viên trong 2 ngày 30 và 31 tháng 1. Chương trình chuyến xe mùa xuân Tết Sum Vầy được thực hiện từ năm 2002 đến nay. Đã có 37.100 vé xe được trao tặng cho những sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ được trở về đoàn tụ cùng gia đình thuận lợi hơn mỗi dịp Tết đến xuân về.